nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024. Sáng ngày 21 tháng 4, tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bông Cúc, khu công nghiệp Giao Long, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre chủ trì phối hợp Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Báo Đồng Khởi tổ chức khai mạc và tranh tài giải đấu Công đoàn Bến Tre Marathon năm 2024. Tham dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành tỉnh. Phát biểu khai mạc giải, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, hoạt động Công đoàn Bến Tre Marathon năm 2024 với chủ đề Bước chạy vì sức khỏe của đoàn viên người lao động là khởi đầu của chuỗi nhiều hoạt động chào mừng Công đoàn Việt Nam qua 95 năm hình thành và phát triển. Hoạt động nhằm mục đích tạo sự gắn kết bền chặt giữa lãnh đạo tỉnh, người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thông qua hoạt động, lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, chia sẻ, động viên đối với đoàn viên, công nhân lao động và các doanh nghiệp, truyền tải thông điệp tổ chức công đoàn luôn luôn đồng hành chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Sau lễ khai mạc hoạt động, khoảng 2.600 vận động viên gồm đại biểu khách mời là lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành tỉnh cùng đoàn viên người lao động trong tỉnh tham gia giải. Hàng ngày thì bản thân đều dành thời gian khoảng 30 đến 40 phút để chạy bộ rèn luyện sức khỏe. Và khi được biết đến giải Công đoàn Bến Tre Marathon ngày hôm nay thì bản thân cũng đã đăng ký. Và đây là lần thứ 3 bản thân tham gia một cái giải chạy với quy mô rất là lớn như thế này. Và bản thân cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng và mong muốn là sẽ được giao lưu, gắn kết với tất cả mọi người. Và như chúng ta thấy thì cái không khí trước giờ xuất phát rất là sôi động, rất là hào hứng. Mọi người đều rất là quyết tâm cũng như là đầy phấn khởi để mà cùng nhau chinh phục cái mục tiêu phía trước. Tất cả vận động viên cùng tranh tài ở cự ly 3.000m diễn ra ở 4 tuyến đường trong khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành. Mỗi vận động viên nỗ lực hoàn thành tốt phần thi, hào hứng phấn khởi tham gia giải được Công đoàn tỉnh tổ chức lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự giải. Trước thời gian xuất phát, tôi cảm giác rất hồi hộp, nhưng xen vào đó là cảm giác phấn khích và hào hứng và tin rằng mình có thể hoàn thành hết cự ly của ban tổ chức đề ra. Trong quá trình tham gia đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc khó quên và niềm phấn khởi, niềm tự tin và mình đã vượt qua được thử thách. Tôi cảm giác là chạy bộ là một môn thể thao phù hợp với mọi người và mọi lứa tuổi. Tôi cảm thấy việc tổ chức giải là một hoạt động rất thiết thực nhằm lan truyền đến mọi người đam mê thể thao, đặc biệt là môn chạy bộ, không chỉ nhằm nâng cao sức khỏe mà chạy marathon còn rèn luyện cho bản thân cái tính kỷ luật. Sau hơn một giờ thi đấu, các vận động viên hoàn thành cự ly ban tổ chức đề ra. Hoạt động còn tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động thường xuyên tập thể dục thể thao để rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cái phần thi của các vận động viên hôm nay họ rất là tích cực và luôn cố gắng để về đích. Và em cũng thấy rất là đánh giá rất là cao về tinh thần của vận động viên cũng như khâu chuyên nghiệp của ban tổ chức. Và em cảm thấy là không phải em về nhất thì em cảm thấy vui, nhưng mà em thật sự là những bạn mà đã về được đích thì họ đã đang cố gắng rất là nhiều. Em nghĩ giải chạy này rất ý nghĩa. Thứ nhất, đối với người yêu chạy bộ như em thì em tập luyện mỗi ngày, nhưng mà em cũng muốn lan tỏa cái tinh thần tập luyện đó để cho mọi người nâng cao cái sức khỏe của mình, cùng nhau tập luyện để nâng cao sức khỏe của mình. Không cần chạy nhiều, chỉ cần chạy ngày tầm 1-2 cây, 2-3 cây, nâng cao thành tích của mình lên để mình khỏe hơn. Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải nhất cho vận động viên Nguyễn Trọng Lữ, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Allianz One; giải nhì trao cho vận động viên Quỳnh Phát Minh, trường tiểu học Tân Thủy, huyện Ba Tri; giải ba trao cho vận động viên Nguyễn Hồng Quỳ, công ty FASV; và trao 10 giải khuyến khích cho vận động viên có thành tích tốt.